Cháy lớn công ty trách nhiệm hữu hạn ESP Career Vina ở Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin vụ cháy như sau. Vào hồi 3 giờ 56 phút ngày 12 tháng 1, nhận được tin báo xảy ra cháy tại xưởng công ty trách nhiệm hữu hạn ESP Career Vina, địa chỉ Lô Dây 3-2, khu công nghiệp Quế Võ, mở rộng, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Khu vực cháy xảy ra tại bên trong nhà xưởng của công ty có diện tích khoảng 4.900m2, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất băng dính, màng phim. Khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến nơi, đám cháy đã phát triển, bao trùm khoảng 1/3 diện tích nhà xưởng. Do tính chất sản xuất của công ty có sử dụng hóa chất cùng nhiều các nguyên vật liệu liên quan đến sản phẩm nhựa, vận tốc cháy lan lớn, kèm theo gió lớn gây khó khăn cho các lực lượng tham gia, tiếp cận tổ chức chữa cháy. Để ngăn đám cháy lan sang nhà xưởng, khu vực văn phòng liền kề, lực lượng chức năng đã di chuyển 120 thùng chứa hóa chất dễ cháy nổ, 180 kg mỗi thùng, 3.000 lít dung môi, hóa chất tẩy rửa bên trong nhà xưởng ra khu vực an toàn. 11 giờ cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ cháy không có người bị nạn nhưng thiêu rụi gần 4.000 m2 nhà xưởng, ước tính thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng xác minh.